thì cái phần mở máy là điều chỉnh tốc độ động cơ. Thì đây là một cái phần nội dung quan trọng đối với cái phần về động cơ không đồng bộ. Thì có ba nội dung chính. Thứ nhất là cái giải thích cái quá trình khởi động cái động cơ, cái quá trình khởi động động cơ, giải thích cái quá trình khi mà mình khởi động động cơ thì nó xảy ra cái chuyện gì, rồi thì và các cái vấn đề gặp phải khi khởi động, và từ đó mình phải cần có các cái phương pháp khởi động động cơ phù hợp, các phương pháp mở máy hay còn là phương pháp khởi động động cơ. Rồi và phần thứ ba là điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ. Thì có thể bữa nay mình sẽ đi qua hai cái phần này trước thôi, quá trình mở máy và cái các phương pháp mở máy. Thì đầu tiên mình sẽ nói, thầy sẽ giải thích cái quá trình khởi động của cái động cơ. Thì cái động cơ mình á, khi ban đầu đang trạng thái đứng yên, mình cấp điện vô thì nó sẽ có dòng điện chạy trong cái dây quấn stator, và dây quấn cái nó tạo ra từ trường quay á, từ trường quay nó sẽ tương tác và nó kéo cái rotor quay. Thì cái moment mà kéo rotor quay là cái moment điện từ ha, M này là cái moment điện từ, moment cơ kéo cái động cơ quay. Thì khi muốn cái động cơ quay được á, thì cái moment này này nó phải thắng được cái moment cản, MC là cái moment cản ha. Và cái giá trị này nó phải nó sẽ cân bằng với cái moment, gọi là cái moment quán tính của cái động cơ. Moment quán tính này đặc trưng cho cái động lượng á, động lượng của cái động cơ, động lượng của cái trục động cơ. Thì nó tính bằng G nhân D omega chia dt. Rồi thì trong đó cái G á nó gọi là hằng số quán tính. G này gọi là hằng số quán tính. G này mấy em tưởng tượng nó giống như là khối lượng của vật thể vậy ha. Bây giờ đây đang nói là cái chuyển động quay, cái phần moment là cái lực, giống như là cái lực tác dụng. Moment là cái lực tác dụng nha mấy em. Đối với chuyển động quay thì cái lực tác dụng mình coi như là moment, lực mà chuyển kéo vật thể chuyển động theo một cái trục quay á, mình gọi là moment quay ha. Thì moment nó đại diện cho cái lực, lực ép á, ha, giống như lực ép, lực tác dụng ép, lực tác dụng ép á, nó chính là lực tác dụng ép á. Còn G này nó giống như là khối lượng của cái vật thể, M là khối lượng của vật thể ha. Thì mình nhớ cái định luật 2 Newton á, F thì bằng M nhân cho gia tốc A, F bằng MA, có cái này là cái định luật 2 Newton ha. F bằng MA, F là lực tác dụng lên vật thể, M là khối lượng của vật thể, A là gia tốc vật thể. Nếu mà lực tác dụng mà càng lớn thì gia tốc vật thể nó khối lượng không thay đổi ha, lực tác dụng càng lớn thì gia tốc nó sẽ càng lớn. Có nghĩa là gì? Nếu mình dùng một cái lực càng mạnh, mình đẩy cái vật thể cho nó chuyển động, thì lực mà tác dụng càng mạnh thì gia tốc nó càng càng lớn, thì có nghĩa là vật nó sẽ chuyển động tăng tốc càng nhanh, đúng không? Vật nó sẽ chuyển động tăng tốc càng nhanh. Thì tương tự đối với một cái trục quay của mày, cái động cơ của mày ha, khi mà cái lực tác dụng này M này ha, trừ cho lực cản, MC là lực cản, thì giống như F trừ cho F cản nha, lực cản của vật thể nha, cản ví dụ ma sát ở dưới nền chân của vật thể chẳng hạn. Thì nếu mà cái lực đẩy càng lớn á, nó thắng được cái lực cản, thì cái gia tốc cho cái vật thể nó sẽ càng lớn và vật thể nó sẽ chuyển động càng nhanh. Thì cái phương trình cân bằng moment này cũng tương tự ha. Moment của động cơ, moment điện từ á, khi mình cấp điện động cơ thì nó sinh ra cái từ trường quay, nó tạo nên cái moment kéo cái rotor quay ha. Thì cái moment này nó càng lớn so với cái moment cản. Moment cản là do ma sát hoặc là các cái vật thể nó gắn vào trục động cơ, nó cản trở cái chuyển động của động cơ đó. Các cái cơ cấu chuyển động nó nhận lực từ cái trục động cơ thì nó sẽ cản lại cái chuyển động của động cơ. Thì nếu mà cái lực, cái moment tác dụng, moment điện từ càng lớn so với moment cản, thì cái động cơ nó tăng tốc càng nhanh. D omega là đạo hàm của tốc độ gấp theo thời gian. Đạo hàm này chính là cái gia tốc á, đạo hàm tốc độ theo thời gian chính là gia tốc. Rồi thì cái G này là gọi là hằng số quán tính ha. Nó giống như khối lượng của vật thể vậy nha mày, gọi là hằng số quán tính. Thì nó bằng r lớn nhân d bình chia 4g. Thì g lớn này nó là gọi là trọng lượng của vật thể, trọng lượng của cái trục động cơ. Trục động cơ. D là đường kính của cái phần
cái đường kính của cái phần quay của cái trục động cơ, à, của rotor. Rồi g là cái gia tốc trọng trường. Rồi thì nói chung ở đây mình cần để lưu ý là gì, à, cái moment, à, cái moment điện từ, cái moment của động cơ, à, mà nó thắng được cái lực cản ma sát, à, lực cản của các cái cơ cấu chuyển động gắn trên động cơ, thì nó sẽ làm cho rotor nó quay. À, thì muốn quay được, à, muốn động cơ quay được, à, thì muốn mở quá trình mở máy thuận lợi, có nghĩa là động cơ nó quay được, à, thì cái d omega chia dt nó phải lớn hơn không, à, có nghĩa là cái gia tốc nó phải dương, gia tốc dương thì vật thể nó mới chuyển động, à, cái trục nó mới quay, có nghĩa là cái moment điện từ nó phải lớn hơn cái moment cản. Đấy nha. Muốn mở máy được động cơ thì cái moment sinh ra của động cơ, moment điện từ, nó phải lớn hơn cái moment cản. À, và cái hiệu số này càng lớn, có nghĩa là moment điện từ mà càng lớn so với moment cản, hiệu số nó càng lớn thì động cơ tăng tốc càng nhanh. À, động cơ tăng tốc càng nhanh, có nghĩa là mình cái gia tốc nó càng lớn, moment điện từ, moment mà trừ cho cái moment cản càng lớn, có nghĩa là lực tác động càng lớn thì cái động cơ nó gia tốc càng nhanh, tăng tốc càng nhanh. Và cái hằng số quán tính g là cái khối lượng, giống như khối lượng của vật thể, hằng số quán tính g mà càng lớn thì thời gian mở máy càng lâu, có nghĩa là gì, cái vật thể nó càng nặng thì mình muốn đẩy cho nó chạy nhanh thì nó càng mất thời gian hơn, thì đó là cái ý nghĩa của cái phương trình cân bằng moment, là cân bằng động moment ha. Thì cái này nó giống như cái định luật 2 Newton, cái lực tác dụng thì cái gia tốc của vật thể thì nó tỷ lệ thuận với lực tác dụng và tỷ lệ nghịch với khối lượng, thì nó tương tự ha. Cái gia tốc của cái thời gian cái tốc độ của động cơ, cái sự tăng tốc của động cơ nó càng, nó sẽ tỷ lệ thuận với cái moment của động cơ và tỷ lệ nghịch với cái hằng số quán tính của động cơ. Rồi, đó là cái phương trình gọi là phương trình cân bằng động moment. Rồi tiếp theo thầy nói về cái dòng điện trong lúc khởi động, cái dòng điện lúc khởi động. Thì khi khởi động thì cái dòng điện, thì bình thường nha, khi hoạt động cơ hoạt động bình thường thì cái dòng điện nó như thế này, y nó sẽ bằng u chia cho trở kháng của cái động cơ. Đây, dòng điện chạy trong động cơ này, y một với y hai phẩy gần bằng nhau nha mấy em, y một gần bằng y hai phẩy, tại vì cái dòng điện y không, dòng từ hóa này nó tương đối là nhỏ, tại vì điện trở của nhánh từ hóa nó lớn, r không y không nó lớn này, do đó dòng y một và y hai phẩy là gần bằng nhau đó là dòng y, dòng điện chạy trong động cơ, dòng điện chính chạy trong động cơ. Thì mình thấy y y hai phẩy nó bằng gì, y hai phẩy nó sẽ bằng điện áp u một, điện áp ở đầu nguồn u một chia cho trở kháng của cái động mạch này, đúng không em? Lấy u chia r, u chia cho z, u chia z, y thì bằng u chia z, z là tổng trở kháng của cái động mạch này. Thì tổng trở kháng động mạch này là gồm có r một, r hai phẩy chia s, x một, x hai phẩy. Cái r hai phẩy này với r hai phẩy cộng nhân cho một trừ s chia s, hai cái này cộng lại nó là r hai phẩy chia s, nhưng mà nhập nó lại là một luôn r hai phẩy chia s này, r một này, x một, x hai phẩy. Rồi thì tổng trở kháng đây, lấy u chia cho trở kháng z, tổng trở kháng thì nó sẽ ra được dòng điện chạy trong cái mạch. Thì đây là dòng điện lúc động cơ hoạt động bình thường bây giờ nếu mà lúc khởi động lúc khởi động thì hệ số trượt nó bằng một, đúng không em? Hệ số trượt s này bằng một, s bằng một thì thế rồi đúng không em? Thì s bằng một thì lúc này phương trình nó không còn s ở dưới cái biểu thức nữa, thì dòng điện khởi động lúc này nó còn là u chia cho trở kháng r1, r2, x1, x2 thôi. Giá trị trở kháng này nó sẽ nhỏ ha. Tại sao? Lưu ý là cái S, hệ số trượt S này nha em. Hệ số trượt S nó khoảng là từ S nó khoảng từ 0,01 ha. Thường thường nó nhỏ thôi. S này có 0,01 tới 0,1 là cùng. 0,01 cho tới khoảng 0,1 ha. Hệ số trượt của động cơ nó có giá trị nhỏ. Thì cái giá trị này nếu mà nó nằm ở dưới mẫu, S này nếu mà nó nằm ở dưới mẫu thì R2' chia S nó sẽ thành một cái số lớn, đúng không em?
ví dụ 0,01 đi, thì R2 phải chia F nó giống như là 100, 0,1 chia dưới mẫu nhân lên thì nó thành 100 đúng không em? Đảo nó lên nó thành 100. Thì nhờ cái thành phần, bạn nào chưa tắt mic giùm thầy cái ha. Các bạn chưa tắt mic. Cái S này á, giá trị nó nhỏ. Rồi hết thời gian thì thầy sẽ tạo cái link mới cho em. Cái S này giá trị nó nhỏ, nó khoảng 0 phẩy mấy thôi. 0,01 nữa 0,1. Thì nó nhỏ như vậy chia dưới mẫu thì nó sẽ giúp cho cái trở kháng này nó lớn lên đúng không em? Nó nằm ở dưới mẫu, trở kháng này sẽ lớn. Còn nếu khi mà S nó bằng 1, có nghĩa là nó mất đi ha. Thì lúc này trở kháng của mặt rất nhỏ, lưu ý. Mấy cái R1, R2, X1, X2 phẩy này giá trị nó tương đối là nhỏ. Các cái trở kháng này giá trị nó tương đối nhỏ ha. Nên nếu mà hệ số trục S mà nó về 1 ha, lúc khởi động S bằng 1 thì lúc này dòng điện trong mạch nó sẽ tăng lên rất là cao đúng không em? Dòng điện trong mạch nó sẽ tăng lên rất cao. Nó từ 5 tới 7 lần giá trị lúc bình thường. Lúc bình thường y định mức này nó sẽ được tính, nó có cái S vào ha. Lúc bình thường thì nhờ cái hệ số trục S này nó làm cho cái biểu thức này ở dưới mẫu. Nhờ cái hệ số trục S này ha. Lúc bình thường nó còn 0,01 hoặc 0,0 mấy thì cái mẫu này nó lớn ha. Dẫn tới dòng điện I2 này nó I2 định mức nó thấp. Nhưng mà khi khởi động ha, hệ số trục S này nó bằng 1 thì nguyên cái mẫu này nó giá trị nó rất là nhỏ ha. Lấy U mà chia cho cái trở kháng nhỏ thì dòng điện nó sẽ tăng lên rất là cao. Nè, em tưởng tượng ha, cái R2 phẩy với R đây này, cái chỗ cái thành phần này giống như cái tải của cái động cơ này ha. Cái thành phần chứa một chữ S chữ S này, nó là cái giống như cái tải ha. Bây giờ nếu mà lúc khởi động thì cái F này nó bằng 1 ha, 1 trừ 1 bằng 0 là nhân vô thì coi như cái chỗ này nó mất đi đúng không em? Cái trở kháng chỗ này mất đi nè, thì lúc này còn lại cái đám trở kháng này không à, thì dòng điện nó sẽ tăng lên rất cao ha, dòng I2 phẩy nó tăng lên rất cao, dẫn tới là dòng điện I1 nó cũng tăng lên rất là cao. Thì khi khởi động dòng điện nó tăng lên tới từ 5 cho tới 7 lần y định mức rồi, đúng ha. Thậm chí có thể hơn nữa, nếu động cơ công suất lớn ha, dòng nó có thể tăng lên hơn nữa. Thì nhớ một điều, ở đây nhớ một điều ha. Khi khởi động động cơ thì dòng điện tăng lên rất cao. Đã, nãy giờ thầy đã giải thích lý do tại sao dòng tăng lên cao rồi ha. Do cái hệ số trục S nó bằng 1 này, dẫn tới là trở kháng của cái mạch động cơ nó giảm đi. Bình thường có cái một có cái hệ số trượt S trong này nó bằng 0,01 thì trở kháng chỗ này nó lớn ha. Nếu mà S này bằng 1 cái là trở kháng này lập tức bằng 0. Dòng điện trong nhánh này nó sẽ tăng lên rất cao ha. Đúng nha. Trở kháng động cơ lúc mở máy nó sẽ rất là nhỏ ha. Rồi, dẫn tới dòng điện nó tăng lên rất cao. Thì dòng điện tăng lên rất cao gây vấn đề gì? Thứ nhất nó sẽ làm nóng máy lên, lúc khởi động động cơ nó sẽ rất là nóng ha. Nếu thời gian mà khởi động lâu thì nhiệt độ tăng cao nó sẽ có thể làm hư hỏng động cơ. Ở đây thầy đang nói các động cơ công suất lớn nha. Còn ví dụ nếu cái quạt máy nhà mình thì khởi động nó bật lên thì nó không có, nó bật lên rất là nhanh ha, nó không có vấn đề về nóng máy. Nhưng mà đối với các động cơ công suất lớn ha, khi khởi động dòng tăng lên cao và thời gian khởi động lâu, tại vì các cái động cơ này nó phải kéo một cái hệ thống các cái thiết bị, ví dụ dây chuyền máy móc chẳng hạn à, thì cái thời gian khởi động nó kéo dài và dòng điện nó rất là lớn ha, thì nó có thể làm nóng cái động cơ lên rất là cao và nhiệt độ tăng lên rất cao và có thể gây hư hỏng nếu mình không hạn chế được cái dòng khởi động này. Rồi thứ hai là dòng điện mở máy lớn nó sẽ làm sụt áp lưới điện, nó ảnh hưởng tới lưới điện ha. Lưới điện mình á, khi mà một cái mạng lưới điện ha, ví dụ một cái xí nghiệp cái lưới điện nó được cung cấp từ một cái máy biến áp, máy biến áp ở nguồn, thì cái công suất máy biến áp nó có hạn. Ví dụ công suất máy biến áp nó là ví dụ như là 100 kW, 100 kW cấp cho cái xí nghiệp. Bây giờ nếu cái động cơ mà khởi động lên cái mà cái động cơ công suất khoảng chục kW khởi động lên cái dòng nó tăng lên gấp 5 tới 7 lần thì nó sẽ kéo tụt áp lưới điện ha, tại vì cái công suất của máy biến áp không có đủ để cấp cho động cơ lúc nó khởi động ha. Dòng nó tăng lên rất là cao ha. Thì lúc này cái lưới điện nó bị sụt áp ảnh hưởng tới các thiết bị khác trong lưới, trong cái mạng lưới điện của nhà máy. Thì cái vấn đề khởi động dòng điện lớn nó gây ra một số vấn đề như vậy.
Ngoài ra thì khi dòng điện lớn này nó sinh ra trong máy, nó sinh ra các cái xung lực lớn, các cái lực điện động á, xung điện động, xung lực á, xung lực lớn thì nó sẽ gây hư hỏng các cái chi tiết cơ khí trên các cái hệ thống truyền động với gắn với động cơ, các cái khớp nối giữa trục động cơ với cái hệ thống á. Khi mà xung lực lớn sinh ra nó có thể làm hư hỏng các vị trí nối, các cái khớp nối không ạ? Thì đó là một số cái hậu quả không mong muốn khi mà mình khởi động các cái động cơ mà có công suất lớn. Đó là cái lý do mà mình phải tìm các cái phương pháp mở máy để nó hạn chế những cái vấn đề sinh ra, những vấn đề này ha. Vấn đề về dòng điện mở máy lớn này, vấn đề về tục áp lưới điện gia dòng, vấn đề về xung động, các cái dòng xung kích khi mở máy nó tạo các cái lực điện động lớn. Thì mình muốn xử lý các vấn đề này thì người ta sử dụng một số cái phương pháp mở máy để giúp khắc phục được một số vấn đề. Rồi. Thì trước khi đi vào các phương pháp mở máy thì mình cần phải xét tới các yêu cầu mà người ta mong muốn lúc mở máy ha. Thì cái yêu cầu thứ nhất là dòng điện mở máy nhỏ. Như nãy thầy nói dòng mở máy lớn nó sẽ gây một số vấn đề như vừa rồi là nó gây ảnh hưởng lưới điện, gây nóng động cơ, đúng không? Thì cái yêu cầu mở máy này, dòng điện mở máy phải nhỏ, cái đó là một yêu cầu quan trọng ha. Rồi. Thứ hai là moment mở máy phải lớn. Tại sao cần moment mở máy lớn? Tại vì hồi nãy thầy nói cái moment M nó càng lớn hơn so với moment cản thì cái thời gian mở máy nó sẽ ngắn lại. Thì mình muốn mở máy nhanh để cái động cơ nó khỏi nóng thì mình phải làm cho cái moment lúc mở máy nó lớn. Chứ nếu mà moment mở máy nhỏ thì cái thời gian mở máy sẽ lâu và cái động cơ nó sẽ nóng lên quá mức cho phép. Người ta luôn muốn cái moment mở máy lớn để giúp khởi động nó dễ dàng, không có mất nhiều thời gian. Thời gian mở máy ngắn, cái yêu cầu này là yêu cầu không muốn để không có cái động cơ nó không có bị nóng quá. Và đồng thời là nó không ảnh hưởng nhiều tới lưới điện. Tại vì nếu khi khởi động mà nó kéo dài, nó làm sụt áp lưới điện trong thời gian dài thì không có tốt. Thì quá trình khởi động ngoài cái việc sụt áp thì nó còn làm các cái nhiễu và gây ra các cái hiện tượng nhiễu ở trong lưới nữa. Thì người ta muốn cái thời gian mở máy ngắn để hạn chế bớt các cái thiệt hại, các cái ảnh hưởng này. Rồi, tổn hao trong quá trình mở máy ít. Thì khi mở máy dòng điện lớn thì nó sẽ sinh ra tổn hao trên các cái đường dây dẫn cũng như là tổn hao trong các cái dây quấn của động cơ làm nóng máy lên, tỏa nhiệt ra thì cái năng lượng này nó tiêu tốn một cách vô ích thôi. Rồi các người ta muốn cái phương pháp mở máy đơn giản nữa. Khi mở máy muốn sử dụng cái thiết bị mở máy đơn giản thôi, không có phải tốn nhiều chi phí mua thiết bị phức tiện, mắc tiền và phức tạp để mở máy. Rồi thì đây là nhiều cái yêu cầu người ta đều mong muốn nhưng mà thực tế là muốn phương pháp thiết bị đơn giản rẻ tiền ha. Đó là phương pháp mở máy đơn giản rồi thiết bị rẻ tiền nữa. Thì đây là những cái yêu cầu mà nói chung là người ta đều mong muốn khi thực hiện mở máy động cơ. Tuy nhiên là những cái yêu cầu này thì nó mâu thuẫn nhau, được cái này nó sẽ mất cái kia, không thể nào mà đảm bảo được hết các cái yêu cầu này. Thì do đó mình phải chọn cái phương pháp phù hợp để nó đạt được yêu cầu mình mong muốn, có thể chấp nhận hy sinh các cái yêu cầu khác. Thì tại sao nó mâu thuẫn? Ví dụ muốn dòng điện mở máy nhỏ, muốn dòng mở máy nhỏ mà moment mở máy lớn thì vẫn thực hiện được, nhưng mà lúc đó mình phải cần có cái thiết bị mở máy nó mắc tiền, cho nó không có thể dùng thiết bị rẻ tiền được, đúng không? Thiết bị rẻ tiền thì không thể vừa đáp ứng được mở thời dòng mở máy nhỏ mà moment mở máy lớn được. Hoặc là muốn dòng mở máy nhỏ nhưng mà thiết bị đơn giản rẻ tiền thì không thể có được cái moment lớn được. Chấp nhận moment nhỏ thì mới có cái thiết bị rẻ tiền mà mở máy được mới dòng nhỏ. Thì những cái yêu cầu này nó xung đột với nhau, không thể nào đảm bảo hết tất cả các cái điều kiện này trong cùng một phương pháp. Các phương pháp thì dòng mở máy nhỏ nhưng mà moment mở máy nó nhỏ theo luôn, nên nó không có lớn được. Nhưng mà nó được cái nó rẻ tiền. Các phương pháp thì dòng mở máy nó lớn nhưng mà moment mở máy nó cũng lớn.
nhưng mà thiết bị nó cũng tương đối rẻ tiền, thiết bị rẻ tiền chứ không thể có dòng mở máy nhỏ được. Rồi, thì tùy tùy vào cái yêu cầu của mình mà mình sẽ chọn cái phương pháp cho phù hợp. Thì mấy em ghi chú lại những cái yêu cầu khi mở máy, đây là những cái mong muốn lúc mở máy cần cần đạt được, người ta mong muốn đạt được nhưng mà không thể đạt được tất cả. Thì đây là một số yêu cầu khi mà mở máy và không thể đạt được cùng lúc các yêu cầu này. Rồi, mình sẽ coi có những phương pháp nào và nó phù hợp với những cái điều kiện như thế nào. Thì cái phương pháp đầu tiên là cái phương pháp gọi là mở máy trực tiếp. Thì phương pháp này mình cũng đã có thực hiện ở cái môn điện cơ bản, mình đã lắp cái mạch điện khởi động trực tiếp bằng cơ, đúng không? Thì phương pháp này đơn giản là gì? Mình chỉ cần cấp điện trực tiếp vô động cơ thôi, dùng một cái cầu dao hoặc là một cái CB hoặc là contactor gì đó, đóng điện và pha vô động cơ trực tiếp luôn, dòng điện nó chạy thẳng vô động cơ, khởi động động cơ lên. Thì cái phương pháp này ưu điểm là thiết bị mở máy đơn giản, chỉ cần có một cái thiết bị đóng két thôi, contactor, cầu dao, CB gì đó, đóng điện cái chạy động cơ. Phương pháp rất là đơn giản. Phương pháp này được là moment mở máy nó lớn, tại vì lúc khởi động cấp điện trực tiếp vô, điện áp đủ thì moment lúc khởi động nó cũng tương đối là lớn, tương đối lớn và thời gian mở máy nó nhanh. Tại vì moment lớn thì thời gian mở máy nhanh, hai cái này thì đi liền nhau rồi. Moment lớn thì thời gian mở máy nó sẽ nhanh. Nhưng nhược điểm của phương pháp này rất là lớn, đó là dòng điện mở máy nó lớn. Này là nhược điểm rất lớn nha em. Tại vì khi khởi động dòng mở máy tăng cao sẽ gây một số cái thiệt hại, một số cái nguy hiểm, một số cái điều không mong muốn. Thì đó là ưu nhược điểm của phương pháp mở máy trực tiếp. Thì lưu ý là do dòng mở máy lớn nên phương pháp này nó chỉ được sử dụng khi mà công suất của nguồn điện lớn hơn nhiều so với công suất của động cơ, và cái động cơ này công suất nó nhỏ thôi, vài ký trở lại thôi. Nếu động cơ công suất lớn quá mà dùng phương pháp này thì dòng điện tăng cao trong mạch nó có thể gây ảnh hưởng tới lưới điện. Thường phương pháp này dùng đối với các động cơ công suất nhỏ thôi, và hoặc là động cơ mà mở máy không tải, có nghĩa là nó không có gắn với một cái hệ thống dây chuyền vận hành nào hết, mà cái động cơ nó chạy không tải thì mình có thể khởi động phương pháp này. Tại vì khi không tải thì cái moment cản nó nhỏ ha, bật lên thì cái động cơ nó sẽ chạy liền, cái thời gian khởi động nó sẽ nhanh và nó không có ảnh hưởng nhiều tới lưới. Lưu ý nha, phương pháp này chỉ dùng khi công suất của nguồn điện lớn hơn nhiều so với công suất của động cơ. Nó đơn giản là công suất động cơ nó nhỏ, công suất động cơ nó nhỏ. Thì mấy em có thắc mắc gì về cái phương pháp này không? Phương pháp này thì rất là đơn giản hả? Đóng điện trực tiếp vô cơ chạy. Rồi, thì dòng điện, lưu ý là dòng điện khởi động nó lớn Hồi nãy mình có nói cái dòng khởi động rồi ha. Dòng khởi động động cơ thì có nói rồi ha, ở phần trước này. Cái dòng khởi động động cơ nó sẽ tính bằng y mở máy này. Đây là dòng khởi động trực tiếp nha em. Công thức này là dòng khởi động trực tiếp. Ở phần bài hôm trước thầy cũng có nói về cái dòng khởi động là y mở máy, nó sẽ bằng u chia cho trở kháng của cái phần dây quấn động cơ R1, R2, 1 với 2 bình phương ha. Thì cái dòng này nó từ 5 tới 7 lần y định mức rồi, khá là lớn ha. Moment mở máy lớn, cái moment mở máy thì mình nhớ cái công thức tính moment nha. Cái moment mở máy đây ha. Hình như mạng nó mới báo mạng yếu. Em có còn thấy Chắc khó không? Thế ơi. Còn bình thường đúng không? Tại giờ thầy mới thấy mạng nó báo mạng yếu không biết rồi. Thì đây là cái công thức tính moment này. Cái biểu thức này thì mình bắt buộc phải nhớ thôi. Thì tại vì các giá trị này không đổi mà moment nó tỷ lệ với bình phương điện áp. Em lưu ý ha. Moment tỷ lệ với bình phương điện áp. Thì điện áp lúc khởi động là U1 này ha. Điện áp này mình khởi động trực tiếp thì U1 này nó lớn.
dẫn tới là cái moment khởi động nó cũng tương đối là lớn ha. Moment khởi động động cơ nó tương đối là lớn. À, thì các cái công thức tính moment này là mình phải nhớ ha. Tính dòng điện mở máy này mình phải nhớ nha. Công thức tính moment và tính dòng điện mở máy mình phải nhớ ha. Rồi. Thì mình sẽ tính được cái moment lúc khởi động của động cơ lúc mở máy trực tiếp và dòng điện lúc mở máy trực tiếp. Thì sau này sẽ thầy sẽ trao một số bài tập để tính toán cái giá trị dòng điện với moment mở máy. Nhớ ưu nhược điểm của phương pháp và sử ứng dụng nó, ứng dụng của phương pháp này. Chốt lại này, mở máy trực tiếp được cái là gì? Đơn giản, thiết bị đơn giản này, rẻ tiền này, dòng mở cái moment mở máy lớn, thời gian mở máy nhanh. Moment lớn thì chắc chắn thời gian mở máy nó sẽ nhanh ha. Rồi nhược điểm là dòng mở máy lớn, nhớ ưu nhược điểm của nó. Và ứng dụng khi công suất động cơ nó nhỏ so với lưới, công suất động cơ nó nhỏ so với lưới hoặc là khởi động không tải. Rồi, nhớ cái phương pháp này nhé. Cái phương pháp thứ hai gọi là giảm điện áp đặt vào stator khi mở máy. Thì mình giảm điện áp, cái phương pháp này còn gọi là mở máy gián tiếp. Hồi nãy là mở máy trực tiếp, còn này là mở máy gián tiếp. Nó sẽ thông qua một số thiết bị để nó làm giảm cái điện áp cấp vô cái động cơ. Thì khi mình giảm điện áp cấp vô động cơ thì dòng điện nó cũng, dòng điện mở máy nó sẽ giảm đi, đúng không? Dòng điện Y nó sẽ giảm đi ha. Y thì nó bằng Y bằng U chia cho trở kháng của mạch. Thì điện áp giảm bao nhiêu lần thì cái dòng điện nó giảm bấy nhiêu, giảm tương ứng. Nhưng mà đồng thời moment nó cũng giảm. Moment nó tỷ lệ với bình phương điện áp ha. Hồi nãy cái công thức tính moment á, moment nó tỷ lệ với bình phương của điện áp. Nên là khi mà mình giảm điện áp xuống thì moment nó cũng giảm theo. Chú ý nha các em. Cái phương pháp mà giảm điện áp và stator thì dòng mở máy giảm nhưng moment nó cũng giảm đi luôn. Moment nó còn giảm đi với bình phương của điện áp ha. Dòng thì nó giảm đi theo tỷ lệ thuận với điện áp. Điện áp giảm 10 lần thì dòng điện mở máy giảm 10 lần. Nhưng mà moment nó giảm theo bình phương luôn nha. Nó theo U bình luôn ha. Nên là moment nó sẽ giảm đi rất nhiều. Rồi, thì phương pháp này dùng khi mà cái động cơ nó cần cái moment mở máy nó không có cần quá lớn ha. Mình có thể chấp nhận hy sinh cái moment, giảm cái moment xuống để mình được cái là dòng điện mở máy nó nhỏ, giảm bớt cái thiệt hại khi mà dòng mở máy nó tăng lên ha. Rồi, thì đối với phương pháp này á thì mình nó có ba cách, người ta dùng ba cái cách. Thứ nhất, là cái phương pháp dùng điện kháng mạch nối tiếp vào mạch stator. Điện kháng là một cái cuộn dây ha, một cuộn dây quấn, cuộn dây đồng quấn trên một cái loại sắt, dùng làm cái thiết bị dùng để mở máy cho cái động cơ. Thì thứ nhất là dùng điện kháng, thứ hai là dùng biến áp tự ngẫu. Biến áp tự ngẫu mình đã học ở cái chương máy biến áp rồi ha. Nó cũng là một loại máy biến áp, nó chỉ có một cuộn dây quấn thôi, hai cuộn sơ cấp thứ cấp nó xài chung một cuộn dây. Rồi, phương pháp thứ ba là dùng phương pháp đổi nối sao tam giác. Thì phương pháp này người ta khi khởi động người ta sẽ cho động cơ nó chạy ở chế độ hình sao và lúc vận hành bình thường nó sẽ chạy ở chế độ tam giác. Rồi, thì mình sẽ lần lượt đi vào cụ thể ba cái phương pháp này. Ba phương pháp này là ba phương pháp giúp giảm điện áp cấp vào động cơ, chú ý nha các em. Ba phương pháp này cái gốc chung nó là nó sẽ giảm cái điện áp đưa vào động cơ. Thì nhớ khi giảm điện áp thì nó sẽ giúp giảm dòng điện mở máy nhưng đồng thời là làm giảm moment mở máy đi rất nhiều, nhớ nha. Moment mở máy cũng bị giảm đi rất là nhiều. Rồi. Thì đầu tiên là phương pháp dùng điện kháng ha. Đây, điện kháng đó là cái cuộn dây đồng ha, nó quấn trên cái loại sắt ha. Cái này là cái điện kháng chứ không phải máy biến áp nha mọi em. Máy biến áp thì nó sẽ có cuộn sơ, cuộn thứ, còn điện kháng thì nó chỉ có một cuộn thôi. Đây là ba pha ha. Ba pha thì nó có ba cuộn ứng với ba pha. Đây. Cái sơ đồ này là cái sơ đồ mở máy dùng cuộn kháng này ha. Cái động cơ ba pha dưới đây. Cấp nguồn từ trên lưới đây, ở trên là lưới điện áp U1 ha. Thì nó sẽ cấp xuống động cơ. Thông qua cái điện kháng, lúc khởi động thì người ta sẽ cấp thông qua cái điện kháng này. Điện kháng này, điện kháng ba pha có ba cái cuộn dây này. Ký hiệu ba pha điện kháng đây ha. Đây là điện kháng ba pha. Thì đó, cái điện kháng hình dạng nó như thế này thôi. Nó có ba cuộn dây quấn trên cái loại sắt ha. Rồi dòng điện nó chạy qua cuộn kháng thì nó sẽ bị cái cuộn kháng này nó giới hạn lại, giới hạn dòng ha.
Thì khi khởi động là mình sẽ đóng cái cầu giao một ha, nhưng mà cầu giao hai này mình mở ra, cầu giao hai này để hở ha. Thì dòng điện bắt buộc nó chạy qua cái cầu giao một, nó sẽ chạy qua cái điện kháng đó, nó xuống động cơ từ trên này chạy xuống qua điện kháng ha, xuống động cơ. Thì khi dòng điện nó chạy qua điện kháng thì trên điện kháng này nó có cái trở kháng XL ha. Trở kháng này nó sẽ làm sụt áp ở trên cái trở kháng ha, điện áp U1 ở trên này xuống cấp xuống động cơ thì nó một phần nó bị sụt áp ở trên trở cái điện kháng này. Thì điện kháng này người ta có thể chỉnh được cái mức độ sụt áp ha, nó có mức chỉnh ha, có thể nó chỉnh xuống sụt giảm xuống khoảng 60-70% ha so với cái điện áp định mức. Ví dụ điện áp này 380 qua điện kháng vô động cơ thì sụt áp trên điện kháng vô động cơ nó giảm xuống còn ví dụ như khoảng tầm 300 chẳng hạn, giảm điện áp xuống. Rồi. Thì lúc khởi động thì đóng cái cầu giao một và cái cầu giao hai này mở ra để dòng điện nó chạy xuống động cơ thông qua cái điện kháng ha. Thì lúc mà khởi động á, dòng điện nó chạy qua điện kháng thì cái điện áp mà cấp vô động cơ này mình gọi là U phẩy ha. Thì cái U phẩy mà cấp vô động cơ là cái điện áp sau khi nó đã bị sụt áp trên điện kháng ha. Thì cái U phẩy này nó giảm đi K lần so với U1. K này nhỏ hơn 1 nha mấy em. Ví dụ K này bằng 0,5 chẳng hạn. Thì ví dụ K là 0,5 đi ha. 0,5, 0,7 gì đó. Ví dụ U1 nó bằng 380V. K này 0,5 thì nó còn lại khoảng tầm 190V. Giả sử vậy ha. 190V. U mà cấp vô động cơ nó giảm đi nữa. K giả sử K 0,5 đi ha. Nhớ nha, K này nhỏ hơn 1 ha. Cái tỷ số mà mở máy á, cái tỷ số mà điện áp mở máy dùng điện kháng ha. Thì cái U phẩy là điện áp cấp vô động cơ sau khi mắc qua cuồng kháng. Nó sẽ bằng K lần U1. Với K này nhỏ hơn 1 ha. Nó sẽ làm giảm điện áp xuống. Thì U1 là điện áp lưới này. U1 này chính là điện áp lúc khởi động trực tiếp nha mấy em. Khởi động trực tiếp là mình cấp đúng cái U1 này vô động cơ. Còn khi khởi động qua cuồng kháng thì mình gắn thêm cái cuồng kháng vô thì nó giảm đi một cái tỷ lệ là K. K này nhỏ hơn 1 ha. Ví dụ còn 0,5, 0,7 là gì so với U lúc mở máy trực tiếp ha. Thì tương tự dòng điện nó cũng sẽ bị giảm đi nhân với hệ số K này. K này ha. Nhớ dòng điện mở máy nha em, dòng mở máy nó tỷ lệ với đây dòng điện Y nè. Y thì nó bằng U chia cho trở kháng ha. Trở kháng RX R1 X1 rồi 2,2,7 nè. Thì cái U này giảm đi K lần. Có nghĩa là U còn 0,5 thì Y này nó cũng còn 0,5 thôi. Có nghĩa là điện áp cấp vô giảm điện nữa. Giảm điện nữa thì dòng điện mà máy nó cũng giảm điện nữa. Đúng tỷ lệ luôn K luôn ha. Rồi, còn moment thì sao? Moment khởi động nó giảm đi K bình phương rồi. Nhớ công thức tính moment này ha. Đây. Moment này. Moment thì nó bằng tỷ lệ với K với U bình phương này tháng mấy em. Tỷ lệ với U bình phương đây, U1 bình phương này. Nên U1 này cái điện áp mà cấp vô mà giảm đi K lần thì moment nó giảm đi K bình phương lần, lưu ý ha. Có nghĩa là nếu cái K bằng 0,5. Nếu K bằng 0,5 có nghĩa là điện áp cấp vô giảm đi nữa. 380 còn 190V. Dòng điện giảm đi nữa. Ví dụ dòng đang 100A giảm xuống còn 50A. Nhưng mà moment nó giảm đi bình phương lần. Có nghĩa là lấy 0,5 bình phương lên nha mấy em. 0,5 bình phương nó còn 0,25. Có nghĩa là gì? Nếu moment này, moment khởi động lúc trực tiếp á, MK moment khởi động trực tiếp, ví dụ moment khởi động trực tiếp là 1000 Newton mét, thì moment lúc khởi động thông qua cuồng kháng nó còn có 250 thôi. Đúng không? 0,5 nhân bình phương lên, 0,5 bình phương lên đó là còn 0,25. Nhân vô 1000 thì moment xuống còn cả 250 à. Điện áp giảm một nửa, dòng điện giảm một nửa. Dòng điện giảm nữa là cái mình mong muốn á, mình muốn giảm cái dòng điện khởi động đi. Nhưng mà moment khởi động nó bị giảm đi tới 4 lần nữa ha. Cái này giảm 2 lần nhưng mà cái moment khởi động nó còn có 0,25, có nghĩa là chia 4 á, bị chia 4 đi ha. Dòng điện nó giảm chia 2 nhưng mà moment nó giảm chia 4 á. Còn có 0,25 à. Này là thầy lấy ví dụ ha, hệ số K nó bằng 0,5.
còn mình có thể điều chỉnh á, nó từ 0,5, 0,6, 0,7 gì đó, tùy mình điều chỉnh. Nếu mà cam này mà thấp quá thì nó moment nó nhỏ quá, nó sẽ không đủ khởi động động cơ, lưu ý nha. Mình người ta phải điều chỉnh cho nó phù hợp đó. Cái hệ số K này phải điều chỉnh cho phù hợp. Rồi. Thì để ý ha, khi dùng cuộn kháng mở máy thì dòng điện giảm đi. Đồng thời moment nó cũng giảm đi ha. Thì lúc mà động cơ nó quay ổn định rồi thì mình đóng cái cầu giao hai lại. Đóng cầu giao hai lại. Thì lúc này dòng điện nó sẽ chạy trực tiếp từ nguồn xuống động cơ luôn. Nó không có chạy qua cuộn kháng nữa. Đóng cầu giao 2 thì dòng điện nó sẽ chạy thẳng qua động cơ. Nối tách qua cái cuộn kháng ha. Cuộn kháng nó sẽ không có dòng điện chạy qua được. Rồi. Rồi cái kết luận này là cái mấy em cần lưu ý ha. À, khi dùng cuộn kháng mở máy thì điện áp mình giảm đi K lần sẽ dẫn tới dòng điện giảm K lần. Cái này mình mong muốn á, mình muốn giảm dòng điện đi. Nhưng mà moment nó giảm đi K bình phương lần rồi. Moment giảm là mình không mong muốn nha mấy em, mình muốn moment nó lớn, nhưng mà tại vì mình giảm điện áp đi để giảm dòng điện thì kéo theo là moment nó cũng giảm theo. Vấn đề là moment nó giảm nhiều hơn ha, moment nó giảm tới K bình phương lần, đúng không? Moment nó giảm tới K bình phương lần rồi nha mấy em. À, dòng điện nó giảm tới K lần thôi, moment nó giảm K bình phương lần. Nhớ là K này nhỏ hơn 1 nha mấy em. Ví dụ K này 0,5. Điện áp giảm 0,5 ha. À, dòng điện giảm 0,5 nhưng mà moment nó giảm tới 0,25 ha. Có nghĩa là bị chia 4 lần. Dòng điện nó chỉ có chia 2 thôi nhưng moment nó chia 4 lần ha. Có nghĩa là mình trả giá nhiều hơn là mình thu được ha. Mình giảm dòng điện được nhưng mà mình trả giá là bằng cách moment nó giảm đi nhiều hơn. Tại vì moment nó tỷ lệ với bình phương điện áp lần ha. Cái này là cái kết luận cần lưu ý ha. Là những cái nào thầy nói cần lưu ý thì mình để ý ha. Chốt lại cần nhớ khởi động bằng cuộn kháng, điện áp giảm K lần, dòng điện giảm K nhưng mà moment nó giảm tới K bình phương ha. Cái này là cái mình không mong muốn, tại vì mình muốn moment mở máy nó lớn, đúng không nha. Thì cái sơ đồ mở máy này nó cũng tương đối là đơn giản thôi, đóng qua điện qua cuộn kháng thôi, khi chạy ổn định rồi thì đóng cầu giao để dòng điện nó chạy trực tiếp vào động cơ. Thì đó là cái phương pháp đầu tiên sử dụng gọi là giảm điện áp đặt vào starter. Thì khi mình giảm điện áp như vậy thì dòng điện nó giảm, moment nó giảm theo luôn, moment giảm nhiều hơn dòng điện ha. Thì mình theo em thấy là phương pháp này thì được cái ưu nhược điểm mình có thể tự suy ra. Cái ưu điểm phương pháp này là gì? Thiết bị mở máy nó tương đối là đơn giản, tại vì cần gắn cái cuộn kháng thôi. Cuộn kháng thì giống như gắn cái điện trở vậy ha. Cuộn kháng thì nó cản trở dòng điện nhưng mà nó không có gây tổn hao. Cuộn kháng thì nó rẻ tiền thôi. Nhưng mà phương pháp này thì nó rẻ tiền ha. Cuộn kháng nó rẻ. Nhưng mà cái dòng điện nó cũng có giảm được ha, giảm được dòng điện. Nhưng mà mình trả giá là bằng gì? Moment nó bị giảm đi rất nhiều ha, moment giảm đi rất. Thì nói chung phương pháp này nó cũng sẽ có ưu nhược điểm ha. Phương pháp này nhược điểm lớn của nó là moment nó giảm đi quá nhiều. Moment giảm đi quá nhiều ha. Có giảm được dòng điện nhưng mà moment nó bị giảm đi quá nhiều. À, mình có thắc mắc gì về phương pháp nào không em? Nhớ lại cái kết luận này thôi được. À, nhớ kết luận được. Hiểu được cái cách mở máy là được. À, cái phương pháp thứ hai là phương pháp dùng cái biến áp tự ngẫu. Nhớ tự ngẫu. Biến áp tự ngẫu thì mình biết cái cấu tạo của nó rồi ha. Nó là cái cuộn dây sơ cấp, cấp điện vào, thứ cấp lấy điện ra, thì xài chung một cuộn ha. Rồi. Thì cái sơ đồ này là cái sơ đồ mở máy dùng biến áp tự ngẫu đây. Dòng điện cấp trên đây, đóng cầu giao 1, cầu giao 2 mở, cầu 2 để mở, cầu giao 3 đóng. Thì cái con trượt là cái chỗ này nè, cái chỗ điểm giữa này mình có thể di chuyển lên xuống để mình thay đổi điện áp cấp vô động cơ. Thì khi mình đóng con trượt này là cái máy biến áp tự ngẫu này đang được nối từ sau, em thấy không? Đóng cái cầu giao 3 này. Ở trên đây là sơ cấp, cấp vô điện áp lưới ha. Đầu đây là nối ba pha, nối cái ba đầu cuối của cuộn dây thì nó là ấu hình sao ha. Rồi ở điểm giữa này mình lấy điện ra, lấy ba pha ra ha, cấp vô động cơ. Thì khi mình chỉnh con trượt chạy lên chạy xuống nó sẽ điều chỉnh cái điện áp cấp vô động cơ này. Thì cái mức điều chỉnh thường đối với cái động cơ 0,1 khi khởi động bằng biến áp tự ngẫu
người ta sẽ chỉnh cái điện áp trong khoảng từ 0,6 tới 0,8 U định mức. 0,6 đến 0,8 à. Giảm nhiều quá thì moment nó cũng bị giảm nhiều. Mà giảm ít quá thì cái dòng nó vẫn lớn. Thì người ta giảm thường là từ khoảng từ 0,6 tới 0,8 U định mức. Nhớ là cái tỷ số giảm thường là tỷ số giảm nó nhỏ hơn 1 nha mấy em. U cấp vô nó sẽ nhỏ hơn 1 à. Rồi. Thì quá trình mở máy mình sẽ đóng cái cầu giao 2 ha. Đó. Dòng điện nó qua máy biến áp rồi nó cấp vô động cơ. Thì cái điện áp UK cấp vô động cơ này nó sẽ là KT nhân U1, K này nhỏ hơn 1. Nó từ 0,6 tới 0,8 hồi nãy thì mới slide trước mới nói ha. Thì điện áp cấp vô động cơ là điện áp chỗ này nè ha. Điện áp cấp vô động cơ này. Nó sẽ bằng K bằng U1. Rồi, dòng điện qua động cơ. À, dòng điện gọi là U y phẩy ha. Dòng điện y vô động cơ này. Dòng điện vô động cơ thì nó sẽ bằng K lần y, y lúc khởi động trực tiếp. K lần y lúc khởi động trực tiếp nha. Y lúc khởi động trực tiếp ha. Thì điện áp giảm đi K lần, dòng điện vô động cơ cũng giảm đi K lần. Nhưng mà mình đang quan tâm tới dòng điện ở lưới cấp vô nha mấy em. Còn dòng điện y, chú ý này, y K này, y K phẩy này đó là dòng điện cấp vô động cơ chỗ này nha. Còn y K này là dòng điện lúc khởi động trực tiếp đó nha. Dòng lúc khởi động trực tiếp động cơ ha. Còn y K phẩy này là dòng cấp vô động cơ lúc khởi động qua biến áp tự ngẫu. Để u K này là điện áp cấp vô động cơ lúc dùng biến áp tự ngẫu. Thì nó sẽ bằng KT U1. Nhớ là cái y K phẩy này là dòng điện cấp vô động cơ chỗ này ở dưới này nha. Y K phẩy này. Y K phẩy là dòng điện chỗ này nè. À, dòng điện ở chỗ này gọi là y K phẩy. Là dòng cấp vô cho động cơ lúc khởi động bằng biến áp. Nhưng mình đang cần xét cái dòng ở trên này nè. Cái dòng ở trên này là cái dòng mà cấp xuống ra cái mạch đó, dòng lấy từ lưới điện á. Tại vì dòng mà ảnh hưởng từ lưới điện, rút từ lưới điện ở trên này xuống này. Cái dòng điện y chỗ này mới là cái mình quan tâm. Cái dòng mà lấy từ lưới á, thì cái dòng đó bằng bao nhiêu? Đây, thầy gọi dòng đó là dòng y1. Dòng mà cấp lấy từ lưới điện ha. Dòng y1 này. Dòng lấy từ lưới điện. Thì y1 lấy từ lưới điện nó sẽ bằng gì? À, nó sẽ bằng KT nhân với YK, YK phẩy. À, YK phẩy là dòng ở dưới đây nha, dòng chạy vô động cơ này. Dòng YK phẩy là dòng khởi động thông qua biến áp. À, thì dòng này nó đã giảm đi K lần so với dòng mở máy trực tiếp rồi. Dòng này nó đã giảm đi K lần so với dòng mở máy trực tiếp ha. Cái YK phẩy nó đã giảm đi K lần. Cái này ha, nó đã giảm K lần so với dòng mở máy trực tiếp. Còn dòng Y1 này nó sẽ giảm đi K lần nữa so với dòng dòng YK phải đuôi. Tại sao? Tại vì cái biến áp tự ngẫu mình ở đầu này á, mình giảm điện áp, cái đầu ra này, ngã ra này giảm điện áp cấp vô động cơ. Điện áp giảm đi K lần. Thì dòng điện này nó tăng lên K lần đúng không em? Dòng điện mà cấp vô động cơ nó tăng lên K lần. Thì nói ngược lại có nghĩa là gì? Dòng điện phía sơ cấp của máy biến áp, dòng điện phía sơ cấp là phía trên này. Nó sẽ giảm đi K lần so với dòng điện phía thứ cấp. Tại vì điện áp thứ cấp giảm đi K lần thì dòng điện nó tăng lên K lần ha, dòng điện phía thứ tăng lên K lần. Có nghĩa là gì? Dòng điện phía sơ nó giảm đi so với dòng điện phía thứ. Dòng điện phía sơ nó nhỏ hơn phía thứ ha. Thì dòng điện qua máy biến áp nó sẽ tỷ lệ với ngược, tỷ lệ nghịch với điện áp thôi. Rồi, nên là cái dòng điện mà phía mình lấy từ lưới á, nó giảm được đi K lần nữa. Thì chốt lại là gì? Cái Y1 từ lưới điện này. Y1 từ lưới điện, lấy từ lưới điện ha, Y1 và cấp điện xuống để khởi động động cơ. Thì nó giảm đi K bình phương lần. Giảm đi K bình phương lần so với Y lúc mình khởi động trực tiếp. YK này là dòng lúc khởi động trực tiếp nha. Có nghĩa là cắm điện trực tiếp vô động cơ á. Thì nó là YK. Thì nếu mà thông qua máy áp thì dòng mà lấy từ lưới điện nó giảm đi K bình phương lần. Giảm đi K bình phương lần. Nó khác cái máy dùng biến áp tự ngẫu, nó khác với cái cuộn kháng nha em. Cuộn kháng thì nó chỉ giảm được đi KT thôi. Nhưng mà dùng biến áp tự ngẫu thì nó giảm đi KT bình phương. Nó giảm qua hai mức. Thứ nhất là nó giảm khi điện áp cấp vô động cơ giảm thì dòng điện vô động cơ nó giảm. Thứ hai là do cái tỷ số biến áp ha, dẫn tới là cái
dòng điện phía sơ cấp nó cũng giảm đi k lần so với dòng điện phía thứ cấp, thì nó giúp cho cái việc mở máy á giảm được cái dòng điện đi kt bình phương lần. Nếu nha, dùng biến áp thì dòng điện nó giảm đi kt bình phương lần. Đã kt là cái tỷ số mà điện áp nó giảm ha. Ví dụ cấp vào đây, ví dụ kt mình 0.5 điện áp cấp vô động cơ giảm đi một nửa thì dòng điện mà lấy từ lưới điện á nó giảm đi tới 4 lần ha. Giảm đi còn 0.25 nữa, lấy 0.5 bình phương lên. Rồi, tương tự moment thì giống như trường hợp lúc trước, moment nó tỷ lệ với bình phương điện áp cấp vô động cơ. Thì moment nó cũng giảm đi kt bình phương rồi. Kt nó cũng như trên đây nha. Đây thì rõ nó không có ghi họ. Rồi. Thì mình thấy ở đây là gì? Em thấy ở đây là gì? Cái kt dòng điện nó giảm được kt bình phương, moment nó cũng giảm kt bình phương. Có nghĩa ở đây là mình giảm được dòng điện nhiều hơn so với ở bên dùng cuộn kháng nha em. Moment cũng giảm kt bình phương, dòng điện cũng giảm kt bình phương. Thì đây mình được lợi hơn tí về dòng điện giảm đi rất nhiều. Mình so sánh với cuộn kháng để mình có cái nhìn mình so sánh để mình nhớ. Lát nữa kết luận là sao. Rồi, thì khi mà động cơ nó chạy ổn định rồi thì lúc đó mình sẽ mở cái cầu giao C3. Mở cái này để cái máy biến áp nó bị hở mạch ra, nó khỏi chạy nữa. Đồng thời đóng cái cầu giao 2. Cầu giao 2 nó sẽ nối tắt, nó chạy dòng điện, nó chạy thẳng vô động cơ luôn. Rồi, thì đó là cái phương pháp sử dụng cái biến áp tự nổ. Thì có cái kết luận ha. Mình lưu ý cái kết luận này. Đối với phương pháp dùng biến áp tự nổ thì điện áp đặt vào động cơ giảm đi kt lần, thì dòng điện nó cũng giảm đi kt bình phương lần. Dòng điện mà lưới cấp cho động cơ, dòng điện trên lưới nha là dòng I1 ở trên này, còn dòng vô động cơ thì nó chỉ giảm kt thôi. Dòng vô động cơ nó giảm kt thôi. Nhưng mình quan tâm cái dòng mà nó chạy từ lưới điện, thì nó giảm kt bình phương lần. Rồi, moment khởi động giảm đi kt bình phương lần. Thì phương pháp này xét về ưu điểm thì nó hơn cái dùng cuộn kháng ở chỗ là giảm được dòng điện đi nhiều hơn ha, giảm đi kt bình phương. So với dùng cuộn kháng chỉ giảm được kt thì cái này giảm kt bình phương rồi. Rồi, moment nó cũng vậy, giảm đi kt bình phương. Nó mới báo còn 10 phút. Thì hết thời gian thì mình vô lại sau ha. Mấy em cần lưu ý tới chỗ kết luận này nha. Mình phải so sánh nó với cái dùng cuộn kháng để mình nhớ. Thì đó là cái phương pháp thứ hai sử dụng máy biến áp tự động. Phương pháp này nó cũng làm giảm điện áp cấp vô động cơ ha. Thì vẫn phải hy sinh là moment nó phải giảm, nhưng mình vẫn giảm được dòng điện. Thì dùng cái biến áp tự động thì nó ưu điểm hơn so với cuộn kháng, nhưng mà chi phí nó cũng cao hơn ha. Để chi phí cho cái máy biến áp nó sẽ mắc hơn so với việc mua cái cuộn kháng. Được cái này thì mất cái kia ha. Có ưu điểm này thì nó sẽ có nhược điểm. Rồi, một phương pháp nữa là phương pháp đổi nối sao tam giác. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp khá là phổ biến và hiện giờ vẫn còn được sử dụng nhiều. Hai phương pháp ở trên dùng cuộn kháng với lại dùng biến áp tự nổ thì hiện tại người ta ít sử dụng ha. Ít sử dụng. Tại vì nói chung bây giờ nó có nhiều thiết bị để mở máy tốt hơn thì dùng hai cái đó. Nhưng mà phương pháp đổi nối sao tam giác này thì vẫn được sử dụng nhiều. Tại vì phương pháp này nói chung là nó rẻ tiền ha, nó rất rẻ tiền. Không có tốn gì nhiều ha, tốn thêm đi contactor thôi. Nhưng mà lưu ý phương pháp này nó chỉ dùng được với động cơ. Mà lúc làm việc bình thường nó chạy ở chế độ tam giác. Lưu ý ha, động cơ nối tam giác lúc chạy bình thường á. Khi khởi động thì người ta sẽ chạy ở chế độ sao. Thì khi khởi động động cơ thì mình sẽ cho nó chạy ở chế độ hình sao. Đây là cái sơ đồ đấu mạch ha. Thì muốn động cơ chạy hình sao thì mình nối cái cầu giao hai này gọi là cầu giao đảo ha. Mình có thể dùng contactor cũng được. Sau này mấy em học cái phần môn trang bị điện, sau này sẽ có thực hành trang bị điện ha, sẽ lắp cái mạch đảo đổi nối sao tam giác khởi động động cơ. Thì chỗ này dùng contactor cũng được. Hai contactor. Thank you.
Thì khi mà khởi động á thì mình sẽ đấu cái cầu giao 2 về chế độ sao. Cầu giao 2 đấu xuống chế độ sao, động cơ nó sẽ chạy ở chế độ sao. Đóng cái cầu giao 1 ha. Rồi thì khi đấu hình sao á thì cái điện áp điện áp đặt lên trục cuộn dây này. Điện áp đặt trên cuộn dây này nó sẽ là điện áp pha. Em phân biệt đấu sao với đấu giác rồi đúng không? Mình học ở môn môn lý thuyết mạch môn gì? Lý thuyết mạch mạch điện. Thì mình biết là khi mà đấu hình sao á, khi đấu hình sao thì u dây nó bằng căn 3 u pha. Điện áp trên mỗi pha dây quấn này nó bằng u pha, ngược lại là u pha nó bằng 1 phần căn 3 u dây á. U pha nó sẽ bằng 1 phần căn 3 u dây chia căn 3 ha. Được. Thì lúc này dòng điện y dây y dây thì bằng y pha, dòng điện y dây bằng y pha đúng không, và nó sẽ bằng u pha chia z pha. U pha đấu hình sao chia z pha, u pha đấu hình sao chia z pha thì nó chính là u dây chia căn 3 chia z pha. Hình nhớ y dây lúc đấu hình sao nè, lúc khởi động là y trong động cơ là y đấu hình sao y dây sao hoặc y pha sao, nó sẽ bằng u dây chia z pha và chia cho căn 3. Đó là dòng điện lúc lúc khởi động ha, nó làm sao. Khi mà động cơ nó chạy ổn định rồi thì mình chuyển qua chế độ tam giác. Chuyển cầu giao lên trên này ha thì động cơ nó chuyển qua chế độ tam giác. Thì lúc chuyển qua chế độ tam giác thì lúc này điện áp u dây nó bằng u pha, khi đó tam giác thì u dây bằng u pha. Và lúc này dòng điện y dây, dòng điện y dây là dòng điện chạy trên này dây này ha. Nó sẽ bằng căn 3 lần y pha. Căn 3 lần y pha là dòng điện chạy trong pha dây quấn. Lúc động cơ đó tam giác nha. Tam giác thì dòng điện y dây là dòng điện trên này nè, nó sẽ bằng căn 3 y pha. Và mình quy đổi ha, y pha thì bằng u pha chia z pha. Y pha u pha chia z pha ha. Rồi. Đó, lúc này u pha nó bằng u dây tại vì đấu tam giác ha. Bằng căn 3 u dây chia z pha luôn. Được chưa? Rồi. Thì mình lập tỷ số sao với lập tỷ số ha, điện áp u pha chia u pha lúc đấu sao á chia cho u pha lúc đấu tam giác. Thì nó bằng u pha này lúc đấu sao thì nó là bằng u dây chia cho căn 3, còn u pha này u pha lúc đấu tam giác nó bằng u dây thì nó sẽ có cái tỷ số là 1 chia căn 3, tỷ số điện áp pha chia lúc đấu sao chia cho điện áp pha lúc đấu tam giác thì nó bằng 1 chia căn 3. Rồi thì u pha lúc đấu sao bằng u pha tam giác chia căn 3 ha. Rồi tương tự y dây y dây lúc đấu sao chia y dây lúc đấu tam giác, y dây là dòng điện lấy từ nguồn mình quan tâm thì nó bằng gì, u dây chia cho căn 3 bằng z pha rồi nhân cho z pha chia căn 3 u dây thì mình lập thì mình rút đầu gọn đi ha, u dây này z pha nó còn lại 1/3, có nghĩa là gì, dòng điện mà lúc mà đấu hình sao á sao với lúc đấu tam giác thì nó chỉ bằng 1/3 tỷ lệ ha, tỷ lệ 1/3, có nghĩa là gì, lúc mình khởi động là mình dòng điện hình sao này, y dây sao là dòng điện dây lúc khởi động hình sao á thì nó bằng y dòng điện lúc chạy tam giác ha chia cho 3, y dây lúc chạy tam giác chia 3. Thì mình thấy là khi mình chạy chế độ hình sao á, dòng điện nó giảm đi 3 lần so với chạy chế độ tam giác, dòng điện mà từ nguồn nha, dòng điện từ lưới này nó giảm đi 3 lần so với chạy bằng chế độ tam giác ha. Thì cái phương pháp đổi nối sao tam giác này nó giúp giảm dòng điện đi 3 lần, nhớ nha. Rồi thì cái này nếu mà mình chưa rõ thì mình coi lại cái video nha mấy em, thầy nói với mình con đó. Ra nó biến đổi cái tỷ lệ chia tỷ lệ để lập ra cái dòng điện, cái tỷ số dòng điện giữa chế độ hình sao và chế độ hình tam giác. Rồi thì cái kết luận chốt lại là cần nhớ là nhớ cái kết luận này không em, cái cần nhớ nhất là cái kết luận khi dùng phương pháp đổi nối sao tam giác thì điện áp đặt lên dây quấn giảm căn 3 lần, dòng điện giảm đi 3 lần, dòng điện giảm đi 3 lần, moment khởi động giảm đi 3 lần, moment giảm đi 3 lần tại vì điện áp giảm căn 3 thôi ha, điện áp giảm căn 3 nên là moment nó giảm đi bình phương là 3 lần, dòng điện nó cũng giảm đi 3 lần. Thì phương pháp này
mình thấy là gì, ưu điểm nó là nó đơn giản ha, tại vì mình không cần phải sử dụng cuộn kháng, không sử dụng cái biến áp gì hết, mà chỉ cần thêm cái cầu giao thôi, cầu giao đảo, hoặc là dùng contactor cũng được ha, để mình chuyển mạch. Phương pháp này chỉ cần dùng để chuyển mạch, chuyển mạch là để nó giảm được cái dòng rồi. Nhưng mà nhược điểm là gì, nó chỉ giảm được một cái tỷ lệ cố định, đó là giảm điện áp đi căn 3 và dòng điện nó giảm đi 3 lần, moment nó cũng bị giảm theo 3 lần. Phương pháp này đơn giản, rẻ tiền, nhưng mà moment nó cũng bị giảm đi ha. Đồng thời là nó chỉ áp dụng được đối với cái động cơ chạy ở chế độ tam giác lúc bình thường. Lúc bình thường nó chạy tam giác thì mình mới dùng phương pháp này được ha. Còn lúc bình thường nó chạy làm sao thì đâu thể nào chuyển khởi động sang tam giác được. Thì đó là cái ưu nhược điểm của cái phương pháp này. Thì mình nhớ dùng cái tỷ số thay đổi về điện áp đặt vào động cơ này, moment này ha, rồi dòng điện. Nhớ. Điện áp giảm căn 3, moment và dòng điện giảm đi 3 lần. Đó là phương pháp này. Thì lưu ý cái phương pháp này. Sắp hết thời gian nữa thì nó sẽ tiếp tục nó bị out ra ha, thì mình vào lại tiếp một tí nữa là xong ha, xong cái phần khởi động mình đi. Để chắc để thầy tắt rồi bật lại luôn nha em, để cho nó khỏi gián đoạn lúc đang nói nửa chừng thôi, coi như mình giải lao 5 phút thôi, một giờ mấy bạn vô em vô lại nha. Thì cái video thầy sẽ up lên cho lớp mình ha. Bạn nào mà theo dõi có thể trong quá trình mình bị mất kết nối hay là sao đó, không theo dõi liên tục được, hoặc là coi một lần chưa hiểu á, mở ra coi lại, cố gắng coi lại. Rồi những cái kết luận, mỗi phương pháp nó có kết luận thì mấy em cần phải ghi chú lại nha. Cái nào giảm điện áp bao nhiêu lần, moment thay đổi như nào, thì thay đổi như nào để. Rồi tiếp theo là một cái phương pháp nữa, đó là mở máy động cơ rotor dây quắn bằng cách thêm điện trở phụ vào mặt rotor. Thì cái phương pháp này nó khác cái phương pháp lúc trước, đó là mình không có cần giảm điện áp, điện áp cấp vô động cơ vẫn vẫn đúng định mức nhưng mà lúc này người ta sẽ thực hiện thêm cái điện trở phụ vào mặt rotor. Thì phương pháp này chỉ dùng cho rotor dây quắn thôi và khi mở máy. Để thầy chiếu lại cái chỗ này, chiếu lại cái sơ đồ này. Rồi, nên em quan sát cái hình cái sơ đồ này ha. Đây là cái sơ đồ tương đương của cái mặt động cơ ha. Thì mình thêm điện trở phụ vào. Tại vì sao? Lúc khởi động thì mấy em nhớ là cái điện trở R2' chia F này nè. R2' nhân 1 chia F chia F, nó F nó bằng 1 thì dẫn tới cái trở kháng này nó mất đi. Dẫn tới là điện trở cái đoạn mạch này nó nhỏ ha. Bây giờ người ta thêm cái điện trở phụ vô để giúp cái trở kháng động mạch nó lớn lên, thì mình thêm điện trở phụ vô trong cái mạch này là thêm phía rotor, người ta thêm điện trở phụ vào rotor thì nó sẽ giúp này, giúp gọi là giảm cái dòng khởi động đi, đồng thời nó lại giúp moment tăng lên ha, moment tăng lên. Rồi thì mình coi thử ha. Thì đây là cái mạch mở máy động cơ rotor dây quắn dùng điện trở phụ. Thì cái động cơ rotor dây quắn là mấy em lưu ý nè, ở trên này là ba cái dây này là cấp điện vào stator, lưu ý đầu trên này cấp điện vào stator nha mấy em. Còn bên dưới này nè, ba cái dây này là ba cái dây nối vào rotor ở bên trong, lưu ý nha mấy em, nhìn cái cọng dây nó nối vào phía trong cái vòng tròn phía trong ha. Còn cái dây ở trên là nối ở cái vòng tròn phía ngoài. Vòng tròn phía ngoài là đặc trưng tiêu biểu tượng trưng cho cái stator. Ở bên trong này là tượng trưng cho cái rotor ha. Thì mình thấy cái dây ba cái dây ở dưới á là nó nối vào rotor nha các em. Dây này là dây bị dây nối vào rotor. Rotor thì nó quay nên là nối vào thì nó phải thông qua một cái chỗ thang. Chỗ thang và cái vành trượt ha. Hôm trước nói về cấu tạo của động cơ rotor dây quắn rồi. Nó có vành trượt và chỗ thang. Và nó sẽ giúp nối cái dây quắn rotor ra bên ngoài với một cái điện trở, cái mạch điện bên ngoài có các cái điện trở để khởi động. Cái phần này có nói sơ bộ lúc ở cái phần cấu tạo.
Thì phương pháp này dùng cho rota dây quắn thôi nha. Còn rota lồng sắt là nó không có nối dây được ha. Rota lồng sắt là nó nối ngắn mạch ở trong rota sẵn, là các cái vành ngắn mạch nó nối dây lại. Chỉ có rota dây quắn thôi. Thì cái rota dây quắn nối được ra ngoài cái điện trở này. Thì khi mở máy thì mình đóng cái cầu dao, đóng cầu dao một. Đồng thời là các cái contactor K1, K2 này được mở để hở ra ha. K1, K2 để hở ra. Tại sao để hở? Để hở thì cái relay quắn rota nó sẽ được nối với một cái hệ thống các cái điện trở này mắc hình sao. Trở này mắc hình sao á. Điện trở nó có hai cấp á, R1, R2, R phụ 1, R phụ 2. Điện trở phụ RB1, RB2 ha. Ở đây nó hai cấp, mình có thể làm nhiều cấp hơn nữa. Nhiều cấp hơn. Thì khi lúc khởi động á, lúc khởi động thì nhờ các cái điện trở này nè, những cái điện trở nó nằm ở trong mạch rota á, thì nó giúp tăng cái trở kháng trong của dây quắn rota lên. Đây, trở kháng dây quắn rota là bên này nè. Mấy em tưởng tượng ha, trong cái mạch rota này bây giờ mình gắn thêm điện trở phụ vô, nó thay thế cho cái điện trở này thì nó giúp tăng trở kháng của cái mạch rota. Tăng trở kháng thì nó sẽ giúp giảm cái dòng điện lúc khởi động, giảm dòng điện. Rồi. Và người ta sẽ khi mà động cơ nó chạy được một thời gian ha, thì lúc này cái tốc độ nó đã có và cái độ trượt, cái hệ số trượt nó đã giảm, nó không còn bằng một nữa, nó giảm xuống rồi. Thì lúc này mình có thể gỡ bớt các điện trở này đi. Thì gỡ điện trở bằng cách người ta sẽ đóng các cái contactor K1, đầu tiên đóng K1 trước ha. K1 đóng thì nó sẽ nối ngắn mạch chỗ này, nối ngắn mạch chỗ này lại. Nên tưởng tượng chỗ này nối ngắn mạch lại thì dòng điện nó sẽ không có chạy xuống cái điện trở ở dưới nữa. Lúc này cái chỉ còn có điện trở RB2 nó mắc hình sao thôi. RB2 mắc hình sao á, nối vô động cơ thôi. RB1 bị ngắt đi. Nối chỗ này cái là nối tắt lại là mất cái RB1 bên dưới ha. Tại vì nó dòng điện không chạy xuống nữa. Nó chạy xuống tới đây nó vòng lại ha. Đúng lúc này chỉ có RB2 mắc hình sao nối vào. Rồi. Thì sau một thời gian tiếp mình lại tiếp tục đóng cái contactor K2 này. Đóng lại thì lúc này cái mạch rota nó được khép kín luôn rồi. Nó không còn dòng điện chạy xuống điện trở nữa. Mạch rota nó khép kín lại ha. Lúc này rota nó được nối, dây quắn nó được nối ngắn mạch lại. Giống như rota lồng sắt rồi ha. Nối ngắn mạch. Rồi. Thì lúc này động cơ nó đã chạy ổn định và không còn điện trở phụ ở trong mạch nữa. Thì lúc mà mình gắn cái điện trở phụ vô thì ngoài cái việc mà giảm dòng điện thì cái hệ số trượt nó cũng thay đổi, hệ số trượt của động cơ nó cũng thay đổi. Và mình có thể điều chỉnh người ta sẽ điều chỉnh để cái moment khởi động cái moment mở máy nó sẽ tại vì mình biết là cái moment nó tỷ lệ nó là hàm số theo cái độ trượt. Hôm trước mình có nói ở cái bài hôm trước moment nó là hàm số theo độ trượt. Mà hôm trước nói về moment thì moment đó là hàm số theo độ trượt ha. Thì mình muốn mà moment khởi động lớn thì mình sẽ điều chỉnh người ta sẽ điều chỉnh cái điện trở phụ trước các cái công thức độ trượt tới hạn và moment cực đại này. Thì mình gắn thêm điện trở phụ vô để mình điều chỉnh cái độ trượt tới hạn về giá trị lúc độ trượt lúc khởi động đó là bằng 1. Thì lúc này mình sẽ đạt được cái moment mở máy là lớn nhất. Em nhìn cái đồ thị này ha, quan sát cái đồ thị này. Thì cái moment động cơ mà lúc bình thường lúc bình thường thì cái moment của động cơ, cái đường đặc tính nó như thế này nè. Cái đường đầu tiên này, cái đường mà thầy dí cái đang dí cái con trỏ là dây theo đây là cái đường đặc tính bình thường của động cơ này Thì moment nó đạt cực đại ứng với một cái điểm làm việc ở đó độ trượt nó bằng khoảng dụ như là 0,1 đi ha, độ trượt 0,1. Nhưng mà muốn cái moment nó khởi động mà với độ cái moment lớn nhất thì người ta muốn dời cái điểm này nè, cái điểm này về cái phía độ trượt bằng 1 ngay chỗ này, cái điểm cực đại ngay độ trượt bằng 1. Thì chỗ này là chỗ khởi động này, tại vì độ trượt khởi động lúc khởi động thì độ trượt bằng 1, thì lúc này moment mình muốn nó lớn nhất thì mình sẽ gắn thêm điện trở phụ vô, gồm cả R1 và R2, RB1 và R2 này gắn vô. R2 này điện trở sẵn có của cái rotor, RB1, RB2 là điện trở phụ này. Thì khi mình thêm điện trở phụ nó sẽ làm cái đường đặc tuyến nó dịch chuyển cái điểm moment cực đại đi ha. Cái điểm moment cực đại này, Mmax. Thì mình điều chỉnh
thông qua cái điền cho phụ nối vào router. Thì khi mình điều chỉnh, người ta sẽ tính toán cái công thức hôm trước mình có cái công thức mà RB này bằng x1 cộng x2 phẩy trừ R2 phẩy. Đây là công thức để tính cái điện trở phụ để gắn vô để nó đạt được cái moment cực đại lúc khởi động ha. Đó. Thì người ta lắp thêm hai cái điện trở phụ vô để đạt được cái moment cực đại ha, lúc khởi động. Thì cái phương pháp dùng điện trở phụ nó vừa có ưu điểm là giảm được dòng khởi động, đồng thời là giúp đưa cái điểm moment cực đại về lúc khởi động. Thì nó giúp mình đạt được hai điều. Thứ nhất là giảm dòng khởi động, thứ hai là tăng moment lúc khởi động lên. Còn bình thường nếu mình không gắn thì moment lúc khởi động là chỗ đây nè. Em nhìn cái đường đặc tính của động cơ lúc bình thường ha. Cái đường mà thầy đang dưới cái mũi tên màu đỏ đó. Thì moment khởi động lúc đầu lúc bình thường không có không điện trở phụ thì moment khởi động chỗ đây nè. Độ trung bằng 1 thì moment nó chỗ đây. Nhưng mình gắn điện trở phụ mình có thể nâng cái điểm cực đại về đây. Rồi, thì đó là cái cách để điều chỉnh cái dòng mở máy đồng thời là moment mở máy. Thì đây là cái công thức tính dòng điện mở máy khi mà gắn điện trở phụ vô. Thì điện trở phụ R1, R2 phẩy mình thêm cái R phụ, RB phẩy vô trong cái công thức tính. Có gì nữa. Cái phần moment, moment mở máy cũng vậy. Thêm cái RB phẩy vô. RB phẩy vô. Lúc này độ trượt nó bằng S nó bằng 1 ha, độ trượt S. À, thêm cái RB phẩy điện trở phụ vô cộng chung với điện trở R2 ha. Tại vì mình gắn nó vào rotor nha mấy em. Cái điện trở phụ mình gắn nó vào rotor thì mình đặt nó là RB phẩy ha. Rồi. Kết luận. Thì khi mình gắn thêm điện trở phụ vào thì thứ nhất là mình giảm được dòng mở máy. Thì mở máy giảm ha. Đồng thời moment mở máy tăng lên. Giảm hay tăng sao thì theo công thức ở đây nha, công thức phía trước này. Bạn nào chưa tắt cái mic, tắt mic giùm thầy nha. Có tiếng gì ồn ào vô á. Đây á, dòng điện mở máy, moment mở máy ha. Dòng mở máy thì mình thêm R phụ vô, nó nằm ở dưới mẫu mấy em thấy không? Nằm dưới mẫu này thì cái mẫu này càng lớn, R phụ càng lớn thì dòng mở máy nó sẽ càng giảm đúng không? Còn moment mở máy moment mở máy thì R phụ nó nằm ở trên tử này, ở dưới này cũng có ha, nhưng mà nó nằm trên tử nữa, thì cái tỷ lệ ở trên tử nó sẽ chiếm phần lớn hơn. Ở dưới mẫu thì nó bình phương nhưng mà do nó nằm nó nhân chung với hệ số này rồi nó cộng thêm cái phần bên này nữa, nên là khi mình điều chỉnh cái R phụ này phù hợp ha, em điều chỉnh một cái giá trị phù hợp thì nó sẽ đạt cực đại ha, moment mở máy nó sẽ đạt cực đại. Nếu mình lấy đạo tính đạo hàm theo cái đạo hàm theo độ trượt cho bằng không á, mình sẽ tính được cái điểm cực đại ứng với điểm R phụ bằng bao nhiêu. Rồi thì lưu ý ha, y mở máy giảm và moment mở máy tăng. Thì mình thấy phương pháp này ha đạt được hai cái mong muốn, đó là vừa giảm được dòng điện mà vừa tăng được moment lên. Tuy nhiên là cái phương pháp này ưu điểm rất lớn ha, vừa giảm được dòng vừa tăng moment rất là lợi. Nhưng mà vấn đề nó lại là có một cái nhược điểm, đó là cái thiết bị nó mắc tiền, cái rotor mà cái động cơ mà rotor dây quắn nó mắc gấp đôi cái động cơ rotor lọc sóc bình thường. Nên cái phương pháp này nó chỉ dùng khi mà mình cần moment mở máy lớn thôi. Có nghĩa là những cái ứng dụng cần moment mở máy lớn thì mình sẽ dùng rotor dây quắn. Chấp nhận là mắc tiền hơn ha. Máy gấp đôi á, cái động cơ giá thành nó gấp đôi so với cái động cơ rotor lọc sắt, tại vì phải quấn thêm cái rotor mà rồi làm bằng trượt chỗ thang thì giá tiền là cao mà đồng thời là bảo trì bảo dưỡng nó phức tạp hơn. Để lưu ý ha, được cái này mắc kia mấy em nhớ vậy ha. Mình được dòng điện giảm, được moment tăng, nhưng mà phải chấp nhận là tốn tiền hơn, thiết bị mở máy nó cũng phức tạp hơn. Thì đó là một số cái vấn đề về mở máy cái động cơ. Thì mình chốt lại ở đây, mình có một số cái phương pháp cần lưu ý ha. Thứ nhất là mở máy trực tiếp. Ưu nhược điểm như thế nào phải nhớ ha. Ưu điểm nó là đơn giản rẻ tiền, moment lớn, nhưng nhược điểm nó là dòng nó rất là lớn ha, gây ảnh hưởng tới lưới điện, gây nóng động cơ không ạ. Chỉ dùng được đối với động cơ công suất nhỏ.
Cái phương pháp thứ hai là sử dụng phương pháp gián tiếp là dùng giảm điện áp cấp vào stator. Thì khi giảm điện áp cấp vào stator thì tương phương pháp nó tương đối là đơn giản, nhưng mà giảm được dòng điện nhưng mà moment phải đánh đổi là giảm moment. Rồi, phương pháp thứ ba là ba cái phương pháp mà giảm điện áp thì mình thầy gom chung nó là một ha. Mỗi cái nó có một đặc điểm riêng nhưng mà thầy gom chung là một. Thì phương pháp thứ ba này là dùng động cơ rotor dây quắn gắn thêm điện trở mở máy vào rotor. Thì lúc này nó đạt được ưu điểm đó là y mở máy giảm ha, đồng thời moment mở máy tăng. Lợi rất là lợi ha, nhưng mà nhược điểm đó là chi phí nó cao ha. Rồi, nhớ một số cái kết luận. Ngoài ra ngày nay ha, người ta có một số cái thiết bị khác dùng để mở máy ha. Có các cái thiết bị điện tử công suất, các cái bộ khởi động mềm, các cái bộ biến tần, thì việc điều khiển mở máy nó sẽ nó được gọi là giúp mở máy nó dễ dàng hơn. Người ta thay đổi tần số hoặc là thay đổi điện áp bằng các cái bộ khởi động mềm, điều khiển điện áp cấp vô động cơ, thì điều khiển nó dễ dàng hơn, đơn giản hơn và điều khiển nó trơn, có nghĩa là nó điều khiển nó từ từ ha, mình tăng điện áp lên từ từ, động cơ nó khởi động lên từ từ, chứ không phải là giống như các phương pháp vừa rồi, có nghĩa là mình thay đổi nhảy cấp ha. Thì mấy em có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp khởi động khác, sử dụng các cái bộ khởi động mềm hoặc là sử dụng biến tần để khởi động động cơ. Thì những phương pháp đó thì cái thiết bị có thể nó đắt tiền hơn, chi phí nó cao hơn, nhưng mà mở máy nó sẽ êm hơn, mở máy êm hơn. Yeah. Thì đó là cái nội dung về cái phần mở máy động cơ không đồng bộ. Bạn nào có thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi á. Trong lúc điểm danh thì bạn nào có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi. Hình như hôm trước cái video mấy các bạn nào nói là các bạn nói trên Classroom các bạn nói là nó bị gì khúc mắc chữ gì đó à, tôi thấy bình thường mà sao là mắc chữ rồi. Video buổi học hôm qua đây đúng không, em coi trên YouTube luôn ha, đặt liên quan YouTube coi đây, thì thấy nó đâu có bị mắc chữ gì đâu em. Tại vì cái này nó ghi hình toàn bộ cái màn hình mà. Tôi phải coi lại cái đoạn là nói mắc chữ rồi. À, bạn nghe Toàn Định Thành đây. Toàn có đây không? Bạn Toàn có đây không? Còn có nè. À, chắc em để chế độ là sập, bật cái sập lên đúng không? Nếu nó hiện, nó hiện cái dòng chữ vô đây là chắc là chế độ nó có sập, tắt cái sập đi. Nhiều khi em để chế độ dịch gì đó nó có cái sập, nó có cái sub á, có việc sub á, thầy nói tiếng Việt mà đâu có nói tiếng Anh đâu mà cần gì sub. Tắt cái sập đi. Này nó không có hiện. Hay đâu có hiện chữ gì đâu. Check da em để nó có sập không? Tại vì Google nó tự động nó dịch ra ngôn ngữ khác rồi nó làm sập. Làm sập chạy. À, tắt sập đi là được. Nó có chữ CC chỗ này thì mình bấm vô tắt. Ở đây thầy không thấy. Rồi, vậy là nói chung video không có vấn đề gì ha. Rồi cái bài học hôm nay thì thầy sẽ làm video thì thầy đăng lên. Thì nếu mà mình coi qua một lần không hiểu thì cố gắng coi lại ha, bật video coi. Mấy cái chỗ thầy nói lưu ý, mình thì mình để mình ghi chú lại ha. Để nó nhớ lâu hơn. Những cái phần đó kiểm tra là có thể nó khó hơn. Thì nếu có câu hỏi gì thì mấy em có thể đặt câu hỏi. Trong lúc thầy điểm danh thì có thể đặt câu hỏi ha. Bạn nào thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi nha.
Không ai thắc mắc gì hết à? Nếu mà chưa hiểu thì coi lại video nha mấy em. Thầy ơi thầy, cái màn hồi mở máy trực tiếp á, giọng nó cao quá rồi nó có bị ảnh hưởng, bị sự cố gì không thầy? Đó, hồi nãy thầy có nói rồi, khi mở máy trực tiếp dòng lớn nó sẽ gây một số cái vấn đề. Thứ nhất là nó nóng cái động cơ lên. À, cái nếu mà thời gian khởi động lâu á thì cái động cơ nó sẽ nóng lên và nó có thể gây hư hỏng động cơ ha. Nóng quá mức quá nhiệt thì nó hư cái, nó cháy cái cách điện, hư hỏng động cơ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cái dòng lớn, nếu nó thu dòng lớn từ lưới điện, nó rút một cái dòng điện rất lớn từ lưới điện thì nó làm sụt áp lưới điện. À, rồi nó gây nhiễu nữa, dòng điện là khi khởi động nó tạo ra các cái xung dòng điện lớn á, nó tạo nên cái sóng hài trong lưới điện, nó gây nhiễu điện. Nhiễu điện cho các thiết bị điện tử trong cái lưới. À, rồi khi khởi động nó gây ra cái xung lực, à, khi dòng điện mà lớn tăng lên trong động cơ nó gây ra xung cái lực gọi là lực điện động lớn á. Nó gây hư hỏng các cái cơ, cái chi tiết về cơ khí. À, thì đó là một số cái vấn đề khi mà khởi động trực tiếp. À, dòng điện lớn rất nguy hiểm á, người ta lúc nào người ta cũng muốn giảm dòng khởi động hết em. Các phương pháp khởi động, à, ngoài phương pháp khởi động trực tiếp ra thì các phương pháp còn lại người ta đều mong muốn là giảm cái dòng khởi động đi, à, không muốn cái dòng khởi động nó lớn ha. Chú ý, à, khởi động trực tiếp dòng lớn ha, rất là nguy hiểm. Nếu mà cái động cơ công suất lớn, cái dòng khởi động trực tiếp lớn đó, ảnh hưởng rất là nhiều tới lưới điện ha. Và không ai mong muốn cái dòng đó nó tồn tại khi khởi động hết, người ta đều muốn giảm nó đi. Hình như có một bạn để tên là Redmi là tên của cái điện thoại rồi, thầy không biết bạn đó tên gì, điểm danh shop đáng chịu nha. Hôm nay có tên Redmi. Redmi là ai vậy? Thầy đợi chú thầy ơi, như của em rồi. Đổi tên đi nhé, để Redmi rồi thầy điểm danh vô là không ra đúng tên mình là đáng chịu. Tên gì báo thầy biết để thầy ghi ra đúng. Dạ Quang Hào thầy ơi, để em mai em chỉnh lại. Ủa, của em có mà, của em Hào Trình Quang có mà ta. Rồi. Đó. Còn Redmi là hồi nãy điện thoại em, bây giờ em mới đổi lại ha. Không, dạ không thầy, cái Redmi vậy mà không phải rồi, của em đang xài là của Hào Trình Quang đó. À, vậy được rồi. Không phải em bạn nào đó. Nè Redmi nè. Để bật mic lên nói thử rồi biết không. Rồi bạn Redmi nói thử thầy nghe. Không luôn được. Thôi giờ đứa nào không biết thì tự ráng chịu thôi, giờ sao. Chú ý là mình kiểm tra cái tên trên thiết bị mình coi cái đúng nha, lên online mà lấy cái tên thầy đấy thầy hả. Ừ, không hổm thầy chỉnh lại chưa thầy. Rồi đó thầy chỉnh rồi, thì bạn nào báo dạ, đúng tên thì thầy chỉnh thôi. Dạ cảm ơn nha thầy. À, nếu mà không có thắc mắc gì nữa thì mình có thể nghỉ ha. Nói chung hôm nay vậy nghỉ nha thầy. Rồi, thầy. Ok bye thầy ơi. Rồi chào cả lớp. Bye thầy ơi. Chào thầy. Alo.